Xin chào các bạn, tiếp tục là một video trả lời câu hỏi và độ khó trong câu hỏi của các bạn thì đang ngày một tăng lên. Lần này các bạn đưa ra một mức giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ khoảng 2 triệu mà muốn cấu hình cao một tí để mà chơi game này, cộng với cả pin châu. Khó không? Tuy nhiên mình vẫn sẽ cố gắng trả lời nha. Bạn Vũ Hoàng này: anh ơi, em có tầm khoảng 2 triệu hoặc hơn một chút. Nhu cầu của em là chơi game Liên Quân, PUBG, pin châu. Em đang cần gấp, cuối tuần em ra cửa hàng Mobile City mua. Ok. Tầm giá khoảng 2 triệu theo nhu cầu của bạn mà máy mới thì theo mình là không thể nha. Bạn sẽ chỉ chọn được những chiếc máy cũ mà thôi. Và kể cả như vậy thì rất là tiếc, hiện tại Mobile City đang không có chiếc máy nào tầm giá khoảng 2 triệu đáp ứng được nhu cầu của bạn nha. Tuy nhiên, mình vẫn sẽ gợi cho bạn một số cái tên để bạn có thể lên trên các mạng xã hội này hoặc là các trang thương mại điện tử mua máy qua sử dụng nha. Rồi, nhưng mà trong tầm giá 2 triệu cũng hơi khó nha. Bạn sẽ phải chi thêm khoảng 500k nữa là tầm 2 triệu rưỡi thì mình thấy có chiếc Redmi 9T rất là ok. Pin của máy sẽ là 6000 mAh, rất là trâu. Trong tầm giá khoảng 2 triệu thì theo mình thấy 6000 mAh là maximum rồi, không thể nào mà trâu hơn. Về cấu hình thì Redmi 9T sử dụng con chip là Snapdragon 662. Hiện tại theo mình thấy chiếc Redmi 9T vẫn chơi được Liên Quân. Tất nhiên là không thể nào mà chơi max setting rồi FPS thẳng tắp được. Khi chơi mức đồ họa phù hợp như kiểu là trung bình hoặc là cực thấp ấy thì máy sẽ đạt được là khoảng 5x FPS. Thi thoảng lúc combat nó sẽ bị tụt xuống khoảng 4x hoặc là cùng lắm là 3x. Nhưng mà tổng thể vẫn chơi được nha, nó sẽ hơi giật một chút thôi. Với PUBG Mobile thì rất là tiếc khi mà chiếc Redmi 9T sẽ chỉ hỗ trợ mức FPS tối đa là 30 hoặc là 40 FPS tùy phiên bản phần mềm. Và khi mà các bạn chơi ở mức setting như vậy thì mình thấy khá là ổn. Máy sẽ bị lắp ở 30 hoặc là 40 mà. FPS không lên được quá cao nhưng mà đường biểu đồ tương đối ổn định. Đó, theo mình thấy trong tầm giá khoảng 2 triệu rưỡi thì chiếc Redmi 9T là ok nhất rồi, phù hợp với nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp mà bạn cần một chiếc máy hiệu năng cao hơn nữa thì mình nghĩ bạn sẽ phải chịu khó tìm tòi hơn. Khi này thì mình sẽ gợi cho bạn chiếc Vsmart Lite 1. Đây là một sản phẩm huyền thoại của Vsmart. Trước đây thì mình cũng từng dùng chiếc máy này rồi. Điểm mạnh của chiếc Vsmart Lite 1 là màn hình AMOLED rất là ok. Tuy chất lượng không phải là quá xuất sắc nhưng mà trong tầm giá này thì màn hình của chiếc Vsmart Lite 1 là tuyệt vời nhất rồi. Hiệu năng của máy thì với con chip Snapdragon 675 nó sẽ mạnh hơn Snapdragon 662. Với Liên Quân thì bạn sẽ chơi rất là ok. Còn PUBG Mobile thì tuy là vẫn chơi được ở mức 60 FPS nhưng mà khi các bạn chơi quá lâu ấy, máy sẽ bị nóng lên và FPS bắt đầu tụt giảm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì trong tầm giá khoảng 2 triệu theo mình thấy Snapdragon 675 sẽ là cấu hình mạnh nhất rồi. Nhưng mà đó, để mà tìm được chiếc Vsmart Lite 1 còn dùng ngon ấy, mình nghĩ là sẽ không phải quá đơn giản đâu. Bạn sẽ phải tìm khá lâu trên Facebook may ra mới mua được. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn No Name, không tên luôn. Anh ơi, giá dưới 7 triệu ngoài chiếc GT Neo 2 và Neo 2T thì còn có máy nào đủ khỏe để chiến hầu hết game không ạ? Bao gồm cả Genshin. Chúc anh nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn bạn. Trong tầm giá dưới 7 triệu ngoài chiếc GT Neo 2 và Neo 2T thì còn chiếc Realme Q3 Pro này cũng đến từ nhà Realme. Em này sử dụng con chip là Dimensity 1100. Về bản chất thì nó sẽ gần như giống hệt so với cả Dimensity 1200 trên chiếc Neo 2T. GPU sẽ giống nhau này, chỉ là cái phần xung nhịp CPU ấy sẽ bị hạ một chút mà thôi. Kết quả là khi chiến game, theo mình thấy chiếc Realme Q3 Pro rất là ok, chỉ kém chiếc Neo 2T một chút mà thôi. Vẫn chơi được mọi tựa game, kể cả là Genshin Impact. Thậm chí là với chiếc Q3 Pro nha, mình từng chơi Genshin Impact max setting vẫn được. Tất nhiên là FPS không phải quá ngon đâu, chỉ tầm lăn quanh 4x FPS thôi. Nhưng mà đó, như vậy là rất ok rồi. Và khi chơi game nặng như vậy thì bạn cũng sẽ phải chấp nhận là máy rất là nóng, lên tới 45-46 độ C. Các trang bị khác của chiếc Realme Q3 Pro thì cũng gần như giống hệt so với cả chiếc Neo 2T, chỉ khác một chút thôi. Đầu tiên bạn sẽ có màn hình Super AMOLED 120Hz này, 6.43 inch, cầm máy khá là nhỏ gọn nha. Máy sẽ có hai loa stereo chất lượng ok, có cả jack tai nghe 3.5mm, pin thì sẽ là 4500 đủ dùng, còn sạc nhanh thì bị giảm xuống chỉ còn là 30W mà thôi. Ngoài ra thì chiếc Realme Q3 Pro mặt lưng sẽ chỉ là nhựa nhá, còn chiếc Neo 2T sẽ là mặt lưng kính. Rồi, chưa hết, trong tầm giá này bạn vẫn còn một chiếc máy nữa là chiếc Realme Q5 Pro. Em này sẽ gần như giống hệt so với cả chiếc Neo 2T, đổi tên với cả thay đổi một chút thôi. Với con chip Snapdragon 870 thì hiện tại Realme Q5 Pro mạnh gần tương đương với cả chiếc Neo 2T. Genshin Impact chơi rất là ok. Có chăng thì tựa game PUBG Mobile thì mình chưa hiểu tại sao mà chiếc Q5 Pro lại chưa được tối ưu tốt. Cụ thể là khi chơi mức đồ họa bình thường thôi, nhưng mà máy lại bị giật một cách vô lý. Mình đoán đây là vấn đề phần mềm thôi và mình tin là trong thời gian ngắn nữa chiếc Realme Q5 Pro sẽ được khắc phục nha. Các trang bị khác của chiếc Q5 Pro thì đó, gần như giống hệt với cả chiếc Neo 2T. Màn hình sẽ là E4 AMOLED của Samsung này, 120Hz, tần số cảm ứng sẽ là khoảng 360Hz. Máy có hai loa stereo chất lượng rất là ok, pin 5000, sạc nhanh 65W.
sạc của Q5 Pro thậm chí là tốt hơn cả chiếc GT Neo 2. Hơi tiếc một chút là với chiếc Q5 Pro thì mặt lưng sẽ chỉ được hoàn thiện từ nhựa mà thôi, còn chiếc Neo 2 sẽ là mặt lưng kính, nhưng mà theo mình nhá, mặt lưng nhựa không phải là vấn đề quá lớn, thậm chí nhiều bạn có thích hơn, tại vì với mặt lưng nhựa ấy thì chiếc Q5 Pro sẽ bền hơn, khi các bạn làm rơi nó sẽ tránh bị vỡ như mặt lưng kính. Ok, đến với câu hỏi số 3 của bạn Mèo Music. Cho em hỏi, iPhone SE 2020 nếu gắn quả tàn nhiệt vào thì chơi Liên Quân, PUBG Max Setting trong vòng 3 năm nữa không ạ? Ok, chiếc iPhone SE 2020 sử dụng con chip là Apple A13, nó sẽ ngang với cả chiếc iPhone 11. Với nhu cầu của bạn thì 3 năm nữa chiếc iPhone SE 2020 chơi Liên Quân thì theo mình thấy là ok. Tuy nhiên với PUBG Mobile thì mình nghĩ là không được. Bây giờ các bạn dùng chiếc iPhone 11 và lùi về 3 đời cho mình đi. Nó sẽ là chiếc iPhone XS này, X và 7 Plus. Đó, hiện tại nha, với chiếc iPhone 7 Plus thì theo mình thấy là chơi PUBG Mobile không quá ngon. Mình đã từng test cách đây khoảng 8 cho tới 9 tháng rồi. Khi đó với PUBG Mobile các bạn sẽ chỉ chơi được mức đồ họa là mượt cộng với cả 40 FPS mà thôi. Thậm chí như vậy nha, khi chơi FPS tiếp tục bị tụt giảm nghiêm trọng, chơi khá là giật và khó chịu. Kể cả khi các bạn gắn thêm quạt thì ok, FPS có ổn định hơn, nhưng mà nó cũng sẽ không phải là thẳng tắp ở 40, mà thi thoảng vẫn sẽ bị tụt giảm FPS. Đấy mới chỉ là mình chơi mức đồ họa là mượt cộng với cả 40 thôi nha. Cộng với cả mình test cái đây khoảng 9 tháng rồi. Thì đó, bây giờ mà bạn đòi chiếc iPhone 7 Plus chơi Max Setting thì thực sự là rất khó luôn. Tất nhiên đây sẽ chỉ là dự đoán của mình mà thôi. Mình không thể nào mà biết chính xác 3 năm tới tựa game PUBG Mobile sẽ update ra sao, sẽ nặng lên như thế nào. Nhưng mà đó, mình suy luận theo phương pháp là chọn ra một chiếc máy và lùi về khoảng 3 năm. Chốt lại câu hỏi của bạn thì với chiếc iPhone SE 2020 chơi Liên Quân khoảng 3 năm có gắn quạt thì ok, nhưng mà PUBG Mobile thì không nha. Mình tin là không được. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thứ tư của bạn User. Realme GT 5G Max Setting Genshin được khoảng 2 năm không ạ? Tiếp tục là câu chuyện tương lai. Hiện tại thì chiếc Realme GT 5G đang là một chiếc máy sở hữu con chip Snapdragon 888 có mức giá rẻ nhất. Ban đầu khi mới ra mắt thì chiếc GT 5G bị một cái fault là quá nóng. Thực ra đây là fault của con chip Snapdragon 888. Nhưng mà bây giờ sau khoảng một thời gian dài rồi thì chiếc Realme GT 5G đã được update rất nhiều. Và tình trạng này thì đã được giảm đi rất nhiều rồi các bạn nhá. Máy tương đối ổn định rồi. Tuy nhiên kể cả như vậy thì với chiếc GT 5G, mình thấy chơi Genshin Impact Max Setting vẫn là hơi khoai. Mình từng test rồi, khi chơi như vậy thì máy sẽ chỉ được khoảng gần 50 FPS mà thôi, loanh quanh 4x và thi thoảng thì có nhảy lên được 5x. Khi này thì máy sẽ phải gồng rất nhiều, vậy nên nhiệt độ của máy sẽ nóng trở lại. Đó, theo mình thấy là bây giờ chơi Max Setting đã bắt đầu đuối rồi thì 2 năm nữa nó sẽ còn khó nữa. Tuy nhiên, đây là trường hợp các bạn chơi mặc định nha. Trong trường hợp các bạn gắn thêm cho chiếc GT 5G một chiếc quạt tản nhiệt sau nóng lạnh ấy thì câu chuyện sẽ khác. Mình đã từng test như vậy và kết quả là khi chơi Genshin Impact Max Setting cực cao và 60 FPS, chiếc GT 5G cho ra mức khu hình trên dây trung bình sẽ là khoảng 59. Quá ấn tượng luôn. Và với kết quả như vậy thì theo mình dự đoán là 1 năm nữa em nó vẫn chơi được Genshin Impact Max Setting khi mà gắn quạt. Nhưng mà thực sự 2 năm vẫn là một câu chuyện hơi khó. Tại vì bây giờ với con chip Snapdragon 865 đi, 865 thì nó cách 888 khoảng 2 năm mà. Kể cả các bạn gắn quạt nhá, thì Snapdragon 865 gánh Genshin Impact Max Setting nó vẫn là hơi khó. Rồi, cho lại quả của bạn thì với chiếc Realme GT 5G, theo mình thấy chơi Genshin Impact Max Setting được khoảng 1 năm nữa thôi, trong trường hợp các bạn gắn quạt nha. Còn không gắn quạt thì hiện tại đã bắt đầu đuối rồi. Ok, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu mà các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy giúp mình bằng cách like, share, đăng ký kênh nhé. Link mua của các máy mình nhắc tới trong video ngày hôm nay mình sẽ để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Giờ xin chào, bye bye.